Nhà đường Tây Thạnh giá tốt nè quý cô chú anh chị ơi. Mến chào quý cô chú anh chị, mình quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì hiện tại anh chị em đang chạy ngay đường Tây Thạnh nha anh chị. Ngay trục đường Tây Thạnh á, thì hôm nay em chia sẻ cho quý anh chị mình một căn nhà trong hẻm 229 Tây Thạnh nha. Đây là hẻm 229 Tây Thạnh nè anh chị. Đó, cái hẻm rất là to luôn, hẻm nhựa bự ha, giống như cái trục đường rồi. Thì nhà mình nằm trong hai xẹt của đường Tây Thạnh nha anh chị. Đó. Có bề ngang cũng rất là đẹp nha, ngang 5m5 lận chị, rộng rãi thông thoáng ha. Đây rồi, tí nữa mình sẽ tại từ ngay chỗ 229 chị chạy vô khoảng tầm 50m là bên tay phải mình có hẻm 64 đó, anh chị quẹo vô hẻm 64 anh chị. Nhà mình á, thì có sổ hồng riêng mua bán là công chứng ngay nha anh chị. Kết cấu á, là ngang 5m5, dài là 9m nha anh chị. Đó, chỉ có giá 3 tỷ 550 triệu thôi. Đó, đây cái giá cực kỳ tốt khu vực phường Tây Thạnh, quận Tân Phú nha. Đó, gần như là trung tâm của quận Tân Phú rồi. Anh chị di chuyển đâu cũng rất là thuận tiện ha. Anh chị về lại bên Cộng Hòa, Trường Chinh nè, nè Tân Kỳ, Tân Quý rồi cũng rất là thuận tiện nè. Đó, hoặc là về sân bay rồi cũng gần nha. Nhà mình có bề ngang rất là lớn anh chị, ngang 5 mét lận. 5 mét 5 chứ. Đó đây. Đây là một vài hình ảnh bên trong nhà nè anh chị. Nhà thì hiện tại đang cho thuê á, nên là mình không có tiện quay vào bên trong. Thì anh chị quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới, em hỗ trợ cho anh chị mình xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị. Đó. Cái nhà mình á, thì hẻm trước nhà thì hiện hữu chắc khoảng tầm 2,5 m 3 m á. Đây, anh chị mà đi lên tới trên kia tí xíu là mình sẽ ra được hẻm ô tô ha. Cách hẻm ô tô chắc khoảng tầm 50m nha anh chị. Này, bề ngang rất là hiếm, ngang 5,5 m ha. Anh chị mua về ở cũng được, xây dựng lại cho thuê hoặc là xây dựng lại cũng rất ok nha. Đó, kết cấu hiện tại là một trệt một lửng anh chị. Rồi, em sẽ đi ra một đoạn nữa cho anh chị xem. Chỉ có giá 3 tỷ 550 triệu thôi. Nó nhà là có sổ hồng riêng nha anh chị. Đó, cái hẻm này thì anh chị mình xe họ dựng hai bên, xe mình chạy tính giữa nó vô tư nha. Đó anh chị thấy không? Đây nè, cũng rất là khá là rộng. Cái đoạn ngay chỗ này nè anh chị, đoạn ngay chỗ này nè. Hẻm ngay chỗ đoạn này là hẻm thông nha. Đó, anh chị đi hẳn hai bên, bên nào cũng được ha, bên nào cũng về lại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.